Hi, chào tất cả các bạn. Hôm nay thì ở bên Đan Mạch trời rất là nắng, nắng lắm luôn. Bây giờ trong xe thôi mà đã là 22 độ C rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi hái dâu, tại vì hôm nay là đã là giữa mùa hè rồi, dâu là đã chín chín mọng rồi, người ta cho vô vườn hái rồi. Thì hôm nay mình sẽ chạy xe lên trên đó hái và mình cho các bạn thấy được là ở Đan Mạch mình cũng có thể đi hái dâu ngoài đồng. Mình vô mình sẽ mua giống như là cái vé vào cổng vậy đó. Mình cân cái rổ của mình trước đó, người ta đưa cho mình cái tờ giấy, xong đó là mình sẽ vô vườn người ta mình hái. Hái xong mà mình đi ra mình cân cái số dâu đó, mình trả tiền đó. Thì có đoạn đường từ nhà mình lên chỗ hái dâu là chỉ có khoảng 17 km thôi. Thì mình sẽ cho các bạn coi ngoài đồng lúc mà người ta hái dâu á. Bây giờ trời nắng lắm, nhưng mà người ta đóng cửa 2 tiếng nữa rồi, 2 tiếng nữa là người ta đóng cửa, cho nên mình phải đi cho lẹ để mà kịp giờ vậy ha. Chào các bạn. Các bạn biết không, vừa rồi á thì khi mà mình vừa ra khỏi nhà mình mới rời trong túi, biết được là quên mang bằng lái, cho nên phải lật đật về nhà lấy bằng lái. Thì bằng lái mình bỏ trong cái bóp mình, quên cái bóp ở nhà. Thì ở bên Đan Mạch á, mặc dù mình có bằng lái rồi, nhưng mà mình đi ra đường á, mình cũng nên lúc nào cũng chạy xe thì nên lúc nào cũng mang theo bằng lái. Thì cái bằng lái của mình nó tương đương giống như là mỗi lần mình cần dùng cái gì, mình vô tiệm mình mua cái gì mà ta cần ID, thì cái bằng lái là nó có cái hình nghiêm trọng. Thì mình thay vì mình phải đem passport thì mình dùng cái bằng lái được. Cái mình muốn nói ở đây á là nếu mà có cảnh sát mà ở trên đường mà chẳng may người ta stop mình, người ta xét random á, mà mình không có bằng lái á, thì mình sẽ bị phạt. Đó, phạt là phạt cái tội quên bằng lái. Ở Đan Mạch á, mình không có được phép gọi là đóng phạt tại chỗ nha, cái diệu chứ chuyện đó không có. Chuyện đó là tuyệt đối không có ở cái xứ này. Cho nên là mọi người ra đường nên mang theo bằng lái. Cho nên mặc dù đã đi ra cũng gần 1 cây số rồi, cho nên mình cũng phải ráng về mình lấy bằng lái. Tại vì cái tiền phạt á nó cũng khoảng, mình không biết nhiêu, nhưng mà mình đoán cũng cỡ 800-900 đồng đến 1000 đồng tiền Đan Mạch. Nhiều tiền lắm các bạn. Cho nên nếu mà lỡ quên bằng lái thì mình bòn về mình lấy đó, đi khỏi lo. Cái đường, cái đoạn đường mà mình lên chỗ hái dâu á, nó phải đi có một chút xíu, đi ra ngoài gọi là ngoài cao tốc chút xíu, có chút xíu thôi. Nó vẫn nằm trong cái tỉnh này. Thành phố Aarhus nó mặc dù Đan Mạch nó nhỏ, thành phố Aarhus là lớn thứ hai ở Đan Mạch, nhưng mà nó nhỏ như vậy, nhưng mà những cái địa điểm mà giống như đi hái dâu thường nằm ngoại ô, gọi là ngoại ô các bạn, nó vẫn thuộc tỉnh này, nhưng mà nó xa cái chỗ gọi là xa trung tâm. Tại vì cái chỗ ở hiện giờ của mình đó, nó nằm tương đối gần trung tâm, cho nên chạy xe thì cũng khoảng 17-18 cây đến chỗ hái dâu. Hái dâu thì có nhiều chỗ hái lắm, mà cái chỗ mình đi hái hàng năm là cái chỗ này quen rồi, cho nên đi chỗ này thôi, khỏi mất công tìm chỗ khác. Đó. Bây giờ mình đi ra ngoài cao tốc gọi là highway đó để mình chạy chút xíu sẽ tới vậy ha. Các bạn biết không, chạy nãy giờ chút xíu hết highway rồi, nhưng mà cho các bạn coi ít hình ảnh ở bên trong, ở ngoại ô vùng York thôi, ở Đan Mạch. Nó thuộc về Aarhus End đó các bạn. Aarhus End là ở phía bắc á, các bạn nhìn nè, xung quanh là
những cái này gọi là mình nghĩ là lúa mì đó, nhưng mà bây giờ thì nó chưa có chín. Khung cảnh đồng quê ở Đan Mạch rất là yên bình, các bạn thấy đó. Và vùng ngoại ô này dành cho những người bạn nào mà thích gọi là vắng vẻ, rất yên tĩnh đó, thì đây là một cái chỗ gọi là tuyệt vời luôn. Rất là, mặc dù trời nắng như vậy đó, nhưng mà ở bên ngoài khoảng chừng 20 đến 21 độ rồi các bạn. Xa xa các bạn có thể thấy được những cái gọi là windmill, cối xay gió đó. Tại vì có những cái cối xay gió này là những cái cối xay gió mà các bạn thấy trước mặt á, là những cái cối xay gió của những cái công ty lớn. Còn những cái căn nhà ngoài đồng xa thành phố, nhiều lúc người ta cũng có những cái windmill nhỏ nhỏ đặt sau lưng nhà ta đó, hoặc là trước nhà, để họ làm ra điện để cung cấp cho gia đình người ta. Bởi vì nhiều lúc ở những trong cái khu mà gọi là isolate như thế này nè, thì gọi là không có đường dây điện đi vô đó, hoặc là người ta không muốn bỏ tiền ra người ta kéo dây điện vô đó, thì người ta tự sản xuất điện để người ta dùng. Các bạn thấy đẹp không? Khung cảnh đồng quê của Đan Mạch rất là rộng, thoáng mát. Bên đây là cái một loại cái mùa vụ gì nè mình cũng không biết nữa, màu vàng các bạn, chín đây nè. Còn có 800m nữa là tới chỗ hái dâu rồi. Thì có thể lên cái vùng, lên Google á, lên tìm cái chữ cái vùng mà gọi là Saint Plouc gió bè á, thì nó sẽ cho các bạn ra ngay cái địa chỉ này luôn. Nào, chỗ mình quẹo vô cho các bạn coi. Đây, xe bus, từ xa mình thấy cái trạm xe bus nó vô tới đây luôn nha các bạn. Bạn không có xe có thể đi xe bus vô đây. Đây là một cái đồng, ở đây tiện hôm nay mình có cái đồng này, nó có gần mấy cái cối xay gió luôn cho các bạn coi. Thì mình vừa rồi mình thấy người ta đậu xe ngay chỗ trả tiền á, mình cứ tưởng là mình phải đậu tuốt ngoài đó, nhưng mà không, mình có thể chạy xe tuốt vô trong này luôn. Thì như các bạn thấy ở đằng trước đó, mình thấy có rất nhiều người đang hái dâu, thì bây giờ mình sẽ đi vô trong đó. Trời rất là nắng, nhưng mà mọi người rất là hăng hái đi ra hái dâu, bởi vì dâu ở đây nó là organic nha các bạn. Cho nên sẽ rất là ngon và ngọt hơn những cái trái dâu mà mình mua trong siêu thị Đan Mạch. Bởi vì trong siêu thị Đan Mạch thì lâu lâu cũng có gọi là đến vỏ bè đó, là dâu của Đan Mạch đó, người ta cũng bán. Nhưng mà đa số là thường thường dâu nhập về từ Ý với lại Tây Ban Nha. Thì các bạn đã biết có đoạn đường gọi là transport đó, nó sẽ rất là dài. Thì để hái những trái dâu đó thì người ta phải hái những lúc nó còn chưa chín lắm, cho nên nó sẽ không có ngọt bằng những trái dâu mình hái ngoài đồng như thế này. Bây giờ mình sẽ đi ra đồng mình hái. Các bạn thấy không, ở đây người ta đậu xe dọc theo cái đồng của những của những cái luống dâu nè. Thì nhiều người đó, mình người ta không có gọi là chịu đi bộ thì mình đi thẳng xe trong này luôn. Đúng ra nếu mà đi bộ đậu xe trong cái hai bên như vậy nè, thì nó sẽ tạo ra cái cảnh tượng là giao thông hơi hỗn loạn chút xíu, bởi vì nó sẽ chật cái con đường của người ta. Những cái người mà đi xe theo cái chiều đến đó, người ta sẽ không có cái
cái đủ rộng để người ta đi. Nhưng mà mình thấy thiên hạ ở đây đậu cũng đại luôn. Có một bà đang muốn dê xe ra. Treo một cái cờ đây, cái cờ là người ta nói như mình biết là cái lối vào, và ở đây người ta có ghi chữ nè, các bạn thấy không, Saint Plouc như thế nào, thì mình phải đọc cái hướng dẫn ở đây. Bây giờ mình đi vô. Các bạn thấy đó, dâu á thì có hi Andre, how are you? I'm good, how are you? Fine, yeah. Hi, my son, my wife. Oh, hi. My daughter. Hi. Hi. She's yeah. Here. Oh, thì các bạn thấy không, một chiếc dâu nè, đó, đây là bạn nào chưa bao giờ đi hái dâu thì cái luống dâu nó như thế này đây, đó. Thì thật ra dâu nó có nhiều loại lắm các bạn, nó có rất nhiều loại, gọi là cái loại dâu á. Thì đây, để mình ra ngoài này mình cho các bạn coi, mình phải tìm cái tên của nó cho các bạn coi nha. Đây là cái loại dâu, nó tên là Sonata ha. Sonata, cái luống này là Sonata, hoặc là bên đây gọi là Sonata, còn bên đây là Corona. Tới đến đây thì bên đây có Polka ở phía mé bên kia, còn Corona thì ở chỗ này. Mỗi loại dâu mặc dù cái vị nó giống nhau nhưng mà cái shape của cái trái dâu nó sẽ khác nhau nha các bạn. Corona thì có vẻ nó nhỏ hơn, còn mình thấy Sonata thì có vẻ nó bự hơn, mà nhưng mà mình cũng không biết nữa. Giờ mình đi ra coi. Các bạn nào đi hái dâu ở đây á, thì nhớ là ăn nha. Mình vừa hái mình vừa ăn nha. Tại vì mình đã mua phiếu gọi là vô cửa rồi đó. Mỗi người lớn hết 50 kron tiền Đan Mạch. Thì mất khoảng, tiền tính ra tiền Úc á, thì khoảng 12 đồng tiền Úc một người vô cổng. Thì khi mà vô cổng á, các bạn thấy cái rổ đó không? Đó, bà xã mình đang cầm cái rổ đó, mình phải cân trước đó. Mình cân trước xong rồi người ta đưa cho mình tờ giấy, cho anh mượn tờ giấy kìa. Đây tờ giấy nó như vậy, mình cho các bạn coi cái tờ giấy á, nó ghi là mình đã trả tiền vô cửa rồi. Cái tờ giấy á, là nó mình ghi đây là mình đảm bảo là mình nói là người ta là hai người lớn thì người ta tính là 100 đồng tiền Đan Mạch, và người ta cân cái rổ của mình đó, để người ta tí nữa mình bỏ dâu ở đây thì người ta sẽ trừ ra. Thì mình phải, khi mà vô hái các bạn nên nhớ mình phải trả tiền vô trước, và mình luôn luôn cầm theo cái tờ giấy này, bởi vì nếu mà người ta có đi soát gọi là soát vé đó thì mình đưa ra người ta biết. Thì cái luống dâu đó các bạn thấy nó là như thế này đây, nó kéo dài từng hàng dài như vậy đó. Thì mình tự do, mình vô đây mình sẽ hái thôi, bây giờ mình sẽ tranh thủ mình hái để mà còn về nữa. Như các bạn thấy nè, dâu xanh thì nó như thế này đây đó, nó còn xanh đó, trái dâu xanh đó. Ở trên kia có con chim các bạn, nó bay đứng một chỗ mà nó hót là dữ dội luôn. Bây giờ mình sẽ đi hái nha, lựa cái dâu ngon ăn thử coi. Tại vì khi mà vô người ta nói là nhớ ăn nha, hái mà đừng có quên ăn, hái là phải sao mà cái dâu nó tươi tốt như thế này đây. Cái này nó đang còn vẫn chưa chín, nó mỏng lắm. Bây giờ mình sẽ tìm trái nào thiệt là chín, mình quất coi. Trái này tạm đủ. Các bạn thấy không? Dâu rất là, nhìn rất là hấp dẫn.
cực kỳ luôn các bạn, ngọt lắm. Mặc dù nó còn nó chưa có đỏ hết nhưng mà nó ngọt kinh khủng luôn. Có lẽ là do trời nắng nữa. Trời nắng khủng khiếp đã làm cho trái dâu ngọt. Đây con trái nó chín nó rụng. Bà xã chịu khó đi hái giùm nha, để mà để đây mình quay phim cho khán giả coi chút. À đây, wow các bạn nhìn nè, để anh xin cái này, các bạn thấy không, đỏ cực kỳ luôn, đó đỏ mọng. Vừa ăn nhưng mà cũng phải vừa hái để cho nó lẹ thôi. Thôi xã mình hái mình biết khi nào mới kịp. Thật ra hái chủ yếu là cho mấy thằng nhỏ con nhà mình nữa, chứ hai người ăn sao hết. Ai cũng mang theo một xô hết. Nhớ nha, mình đi là mình đi khéo, đừng có đạp lên những cái luống rau. Tại vì mình hái mình để dành cho những người khác họ đến sau họ hái nữa. Có những trái dâu các bạn biết không, nó còn thật ra mà nói người Đan Mạch á, họ thích ăn những trái dâu mà thiệt là đỏ mọng. Còn mình thì mình don't care, bởi vì thực ra nó như vậy nó đã quá ngọt rồi. You know that's why it's fun. Yeah. Yes, a lot of people, but it's very very exciting. And yes, but Hanoi there are many people too. Yeah. Thì đang hái dâu lại gặp cái anh này mà ảnh lại thích nói chuyện nữa. Thật ra mình đã đang chăm chú mình hái dâu các bạn ạ. Anh quá là exciting bởi vì anh đi Việt Nam về, anh khoái á. Thì tất nhiên rồi. Những người ở phương Tây một khi mà chưa bao giờ đến, gọi là đến Asia, mà họ thấy Việt Nam thì họ rất là thích. Bởi vì Việt Nam hoặc là Thái Lan hoặc là Campuchia là thuộc về gọi là những cái gọi là hoàn toàn là một thế giới mới cho đối với họ. Các bạn thấy em có một trái to thiệt to luôn mà nó đang trốn ở đây nè. Đây, to chưa? Đỏ, cực kỳ đỏ luôn. Bây giờ mình sẽ hái nó. Mình sẽ dứt luôn. Wow, các bạn nhìn nè. To cực kỳ luôn. Thử nha. Chàng hồi nãy các bạn biết không, anh học chung với mình lâu lắm rồi, nhưng mà thật ra hồi đó ở trong lớp anh cũng khá phách lắm, cho nên mình có ấn tượng rất là mạnh với anh chàng này. Wow, các bạn nhìn nè, một trái rất là đẹp luôn. Wow, bỏ vô em. Các bạn mà nào mà đi hái dâu thì thường thường những cái luống dâu họ nó có xen kẽ cỏ đó, thì cái này giống như là bên Đan Mạch nó gọi là, không biết có phải là banana là không, các bạn nhìn nè, nhớ nha, tránh những cái cây này ra, có gai rất là nhức, nó chích cho mình rất là nhức. Lại có một trái nữa.
Ui, cái tờ giấy này em cầm, anh cầm. À, tuốt đằng xa kia các bạn, mình thấy có một ai đặt cái tripod với lại một cái camera. Có lẽ là người ta đang gọi là shoot the time lapse. Wow, đây này các bạn thấy không? Có nguyên một đám nằm trong đây. Hãy đi em. Ok. Có một trái nó trái nào mà nó đụng sát đất á, là nó bị đụng nước á, nước mưa đó nó bị úng rồi, úng liền. Trên lại các bạn biết không? Thường nhiều lúc mình vô đây mình hái dâu đó, cũng có nhiều đứa con nít, cả Đan Mạch mà cả người nước ngoài, tụi nó cũng phá lắm. Tụi nó hai con trái, tụi nó cắn con cái xong tụi nó giục. Thật ra dâu á thì vô siêu thị mua cũng được như mình đã nói, nhưng mà ra ngoài đồng mình hái nó có cái thú của nó các bạn. Như cái cây mà mình hái trên cây xuống mình ăn liền thì nó ngon. Mình á mềm dầu lắm, ngồi mà có thể là vớt một lần hơn 1 kg luôn các bạn, là bình thường. Wow, cây nè, mình vừa mới nói xong bị nó chích cho một cái, nhưng mà cũng may là mình vừa đụng vô là mình đã biết rồi. Thấy không? Nó rộng lắm. À, ở mép ở bên kia kìa, màu cái cánh đồng mà màu xanh hơi lạc lạc hơn á, nó là lúa mạch nha các bạn. Còn màu xanh như vậy là những cái luống dâu, nó kéo dài tuốt từ mé bên kia ha. Nó kéo dài cho đến mình nghĩ là gần tới cái cối xe gió đằng kia. Đó. Xong nó kéo dài cho đến ở đằng kia luôn. Ui các bạn nhìn nè, có một trái cực kỳ to. Wow. Ở đây có những nhiều cây cỏ, nó mọc xen vô với những cái luống dâu. Có lẽ vì vậy mà nhiều người họ không có hứng thú để vào đây để kiểm tra. Nhưng mà thật ra ở trong đây nó cũng có những trái dâu rất là bự. Trời nắng các bạn biết không, mình phải đeo kính, nhưng mà đeo kính thì không thấy rõ. Bây giờ bỏ kính ra. Các bạn biết không, ở đây nó mở cửa chỉ vào cuối tuần, thứ sáu thứ bảy thì nó mở cửa đến 6 giờ tối, 6 giờ chiều. Còn đây nè, dưới đây có nè. Còn chủ nhật thì nó mở cửa đến 4 giờ chiều là hết. Và nó đóng cửa.
khi mà mình vô cửa như vậy nè các bạn, thì mình mua vé gọi là hết 50 đồng. Thì khi mình ra mình được phép mang một ký dâu ra. Còn sau đó thì người ta sẽ tính mình là 25 kron một ký nha. Nay chủ nhật mà nó không, thời tiết nó không có bị mưa cho nên người ta đi rất là đông. Hả? Qua đó đó hả? Ok. Xã mình nói là muốn qua phía bên kia. Ok, mình sẽ đi qua phía bên kia. Anh thấy ở đây cũng có vài trái nè. Nhưng mà em coi nó có khác bên kia không? Anh nghĩ là nó ở đằng dưới kia nó có ghi cái tên nè. Thì mình nó nằm theo cái luống à, thật ra mình đi một luống thôi là đủ mệt rồi. Online là hôm nay nó đóng cửa 4 giờ đó. Tí nữa đi ngày mai mình sẽ ra mình kiểm tra cái cây cherry ở trong cái chỗ mình làm, coi nó có chín chưa, rồi mình sẽ hái cho các bạn coi. Bởi vì hôm bữa cuối tuần trước khi mình đóng cửa mình đi về, mình ra mình kiểm tra thì thấy cherry nó đã chín từ từ rồi. Nhưng mà năm nay có một cái chuyện không vui là một trong 4 cái cây cherry trong chỗ mình làm, cái cây mà ngon nhất á, nó bị chết các bạn, nó già quá nó chết, cho nên mình thấy rất là tiếc cái cây đó. Nhưng mà vẫn còn 3 cây, thật ra 3 cây mà có một mình ăn à, cho nên cũng còn rất là nhiều cherry. Các bạn đợi coi nha, vài bữa nữa là mình sẽ hái cho các bạn coi. Mấy hôm mà trời nắng mà liên tục như vậy nè,
là nó chín mau lắm. Cho em đủ cho em ăn chưa hả? Hái là bà đã bỏ công thì đã đi lên đây thì đi một lần, tại vì thực ra nó cũng không xa đâu các bạn, nhưng mà mình phải đi làm đó thì rảnh cuối tuần mình mới đi tới đi lui được, cho nên đã bỏ công ra thì đi một lần cho nó gọi là cho nó đã, khỏi mất công phải vòng lại. Bà người Ấn Độ họ nằm đây luôn hả? Ừ, ở trên đây anh thấy nó có vẻ cái bush cái bụi của nó. Ok, tắt. Bà vừa nói là lên trên kia, bà nói tiếng của bà, nhưng mà có lẽ mình cũng hình dung ra được là bà chỉ lên kia, bởi vì có bà xã mình cũng vừa nói là mấy cái bụi ở đây nó cũng không có tươi tốt giống như đầu trên kia, cho nên mình sẽ đi lên trên kia coi thử. Mà thấy rõ ràng những cái bụi ở đây nhìn nó rất là thưa thớt. Đây thấy cũng có nè, những chai rất là đỏ mọng luôn. Thường á mình người ta cũng nói là mình đi hái cái luống nào thì mình nên đi một luống. Mỏng nhưng mà không có được lớn lắm các bạn, mấy không anh dâu này nè, về nhà chỉ cần rửa sơ qua thôi, tưới nước sẽ rửa sơ thôi, bỏ tủ lạnh nha. Đó, để chừng tiếng hồ thôi đem ra là coi như là ok, cái này còn trắng quá bỏ vô luôn. Wow, cái luống coi vậy mà nó dài lắm các bạn. Các bạn thấy không? Mình đậu xe ở tuốt ở bên kia nha. Nãy giờ cứ hì hục bò với mấy cái luống dâu này nè, mà nó đi ra tuốt bên này luôn. Em thử qua bên kia. Ở đây người ta giăng dây, có nghĩa là mình không được phép vô. Đó. Cái luống này là nó chưa có ra, có lẽ nó ra rồi nhưng mà nó chưa chín, cho nên mình không được vô. Bây giờ mình thấy bà con bên này rất là đông,
mình cũng qua mình thử là tham gia ở bên cái mấy cái khu bên này như thế nào. Kia hả? Biết sao qua cũng được nhưng mà tí nữa mình đi bộ lại mệt lắm. Nhiều được chưa? Thử ha. Bà xã của mình kêu mình ăn thử một trái các bạn. Thử nha. Chắc đủ rồi ha. Hai thêm không? Mê quá đúng không? Ok, nếu mê quá thì hai tiếp. Đây. Bà xã mình nói là có vẻ nhìn có gương mặt có như là chưa có đã thèm. Đó, chưa đã thèm thì hai tiếp. À. Ok. Đây. Các bạn thấy đây không? Có những trái mà bị người ta đạp các bạn thấy không? Có những người họ đi họ không để ý, các bạn nhìn là nó bị đạp như là bẹp dép hết, uổng dễ sợ. Cái này là cái giống khác đúng không? À. Nhìn từ xa thì thấy rất nhiều nhưng mà nhìn kỹ lại thấy nó bị đạp nhiều quá các bạn. Hôm nay mình lần đầu tiên mình thấy có rất nhiều người Ấn Độ qua bên vô trong đây hái. Hồi nãy mình vô trả tiền gọi là gọi tiền vô vé mua vé đó, có một bà Ấn Độ, chắc bà này cũng mới qua hay sao, như là không có biết cái văn hóa xếp hàng à, bị một cô Đan Mạch phải cô ra cô nói cho vô, mà thấy người ta đứng xếp hàng vậy mà cứ đâm thẳng vô. Nhiều người họ không biết các bạn, tại vì họ đến từ những cái quốc gia mà cái văn hóa xếp hàng không có đó, thì họ cứ nhảy vô thôi. Nhưng thực ra mà nói ở bên này á, mình mà jump queue á là người ta nhìn mình giống như người hành tinh vậy á, các bạn biết không? Đó là cái văn hóa của người ta, rất là lịch sự, phải xếp hàng. Ờ vậy hả? Lạc hả? Thôi giờ đừng hái nữa, trái này đỏ nè, trời tím đen luôn các bạn. Thôi đủ rồi hả? Thôi các bạn, bây giờ là mình tắt camera nha. Tại vì hái đủ rồi. Các bạn thấy nè, quá nhiều, nhiều lắm. Vậy ha, chào các bạn nha.